huấn luyện viên Philippe Chusier đã mang tới không ít bất ngờ trong bản danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 3 trận đấu dịp FIFA Day tháng 10. Nhưng đó chính là tầm nhìn, là chiến lược và kế hoạch hướng đến mục tiêu cao nhất là đưa bóng đá Việt Nam đến với sân chơi FIFA World Cup. Nhìn vào số lượng cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam trong lần hội quân này, có thể thấy huấn luyện viên Chusier sẽ tiếp tục quá trình làm mới đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, gần một nửa số cầu thủ ở độ tuổi U23 sẽ được dìu dắt và kèm cặp bởi những cầu thủ vốn đã dày dạn kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia. Có thể dễ dàng điểm đến những cái tên như thủ thành Đặng Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn. Việc có đến 3 trận giao hữu trong lần tập trung này, chiến lược gia người Pháp cũng sẽ có nhiều cơ hội để tạo ra sự kết hợp hoàn hảo mà mình mong muốn. Nó sẽ là sự thừa kế trong lối chơi của người tiền nhiệm, với những cựu binh cùng với làn gió mới từ những chân sút trẻ, tạo nên sự đa dạng, biến hóa trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Đồng thời, quá trình tập luyện và thi đấu, các cầu thủ trẻ, vốn là lứa cầu thủ kế cận sẽ học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm, bản lĩnh của các đàn anh để áp dụng vào thực chiến. Bởi, chính họ mới là lực lượng mà huấn luyện viên Chusier đặt niềm tin trong hành trình đưa bóng đá Việt Nam đến với sân chơi World Cup. Hợp đồng của ông Chusier với VFF kéo dài tới năm 2026, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là đưa đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA World Cup 2026. Chính vì thế, trong hành trình của mình, ông Chusier đều đặt ra trọng tâm và từng bước chuẩn bị và hoàn thành mục tiêu đó. Những chiến lược, hoạch định cho bóng đá Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là tạo thêm điều kiện cho bóng đá trẻ có thêm cơ hội thi đấu ở những giải đấu lớn là điều mà ông Chusier hướng tới. Mới đây thôi, lứa cầu thủ của Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 19 chỉ với độ tuổi trung bình là 20,3. Điều này cho thấy những cầu thủ trẻ đang được ưu tiên và quan tâm nhiều hơn trong kế hoạch dài hơi của huấn luyện viên Chusier và VFF. Với những cầu thủ vốn dày dạn kinh nghiệm, ông Chusier luôn tạo ra sự cạnh tranh gắt gao qua mỗi lần đội tuyển hội quân nhằm có được đánh giá chính xác nhất về phong độ mỗi tuyển thủ. Dù ghi bàn vào lưới tuyển Palestine ở trận giao hữu gần nhất, Công Phượng vẫn chưa làm hài lòng chiến lược gia người Pháp về lối chơi và cách thể hiện. Đợt hội quân này, Phượng đã không có tên. Trước đó, nhiều cái tên vốn là trụ cột ở tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo cũng đã dần được thay thế bởi các cầu thủ trẻ. Điều này gần giống như một cuộc thay máu, lực lượng mà ông Chusier hướng tới. Tất nhiên nó sẽ dựa trên nguyên tắc kế thừa, giao thoa chứ không thể làm ồ ạt, một sớm một chiều. Huấn luyện viên Chusier từng rất thành công với bóng đá trẻ Nhật Bản, đây là bàn đạp, là bản lề để nền bóng đá này vươn lên hàng đầu châu Á và liên tiếp tham dự sân chơi World Cup. Giờ đây, kế thừa một đội tuyển Việt Nam đã vào đến vòng loại cuối World Cup 2022, cộng với một dàn cầu thủ trẻ mà ông đã làm việc từ 4 năm trước khi còn dẫn dắt tuyển U19 Việt Nam thời điểm năm 2019. Huấn luyện viên Chusier được kỳ vọng sẽ mang tới thành công tương tự như bóng đá Nhật Bản với bóng đá Việt Nam. Hôm qua, 2 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 10, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu với tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10 và gặp tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Kết thúc hoạt động thi đấu tại Trung Quốc, đội tuyển sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Day tháng 10, gặp tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10, bên lề Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, ông Trần Quốc Tuấn đã làm việc với đại diện các đoàn Liên đoàn bóng đá Đức, Hà Lan và Bỉ về hướng hợp tác của bóng đá Việt Nam với các nền bóng đá phát triển ở châu Âu. Cùng tham gia cuộc họp về phía VFF có Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên, Tổng Thư ký Dương Nghiệp Khôi và Phó Tổng Thư ký Nguyễn Thanh Hà. Thành phần đoàn Liên đoàn bóng đá Đức có Chủ tịch Bernd Neuendorf, cán bộ phụ trách đối ngoại Patrick Uop, Liên đoàn bóng đá Bỉ có cán bộ phụ trách đối ngoại Hedeli Sasi, Liên đoàn bóng đá Hà Lan có Tổng Thư ký Jay De Jong và cán bộ phụ trách đối ngoại Armin Belhai Chankur. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các liên đoàn bóng đá đến từ châu Âu đều đánh giá cao sự chu đáo, chuyên nghiệp của VFF trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thường niên AFF 2023. Lãnh đạo các liên đoàn cùng khẳng định vai trò quan trọng của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đối với các tổ chức bóng đá quốc tế. Không chỉ vậy, đại diện 4 liên đoàn còn đánh giá cao những thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. 3 đại diện đều cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ có những bước tiến mới trong tương lai. Tại các cuộc họp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Lan và đại diện Liên đoàn bóng đá Bỉ về kế hoạch hợp tác giữa các liên đoàn như phát triển công tác đào tạo huấn luyện viên, tổ chức các chuyến giao hữu tập huấn bóng đá nam, nữ, trẻ giữa các quốc gia, cử các huấn luyện viên thể lực từ châu Âu sang giúp cho các đội tuyển Việt Nam, mời các đoàn Việt Nam sang tham quan các học viện, trung tâm đào tạo trẻ để học hỏi kinh nghiệm. Chuyến thăm của đại diện các liên đoàn bóng đá châu Âu mở ra hướng phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc tế của bóng đá Việt Nam.
Đây là bước tiến tích cực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.